You know where I'll be. I'll be in the dark of the bay with the waves and the sun. Em chào anh chị, em là Trâm, chuyên viên tư vấn điện thoại thông minh Samsung. Hôm nay em xin được giới thiệu với anh chị một món trang sức công nghệ mới vừa ra mắt của Samsung, Galaxy Z Flip 4, là siêu phẩm sở hữu thiết kế gặp mở thời thượng với độ bền bật nhất, cũng chế độ flex cam lên phải thú vị và hiệu năng vượt trội. Đầu tiên, em mời anh chị chiêm ngưỡng và cảm nhận thiết kế gập mở thời thượng với độ bền bật nhất của Galaxy Z Flip 4. Kiểu dáng gập mở ấn tượng khác biệt sẽ giúp tôn lên vẻ ngoài thời thượng của anh chị khi cầm trên tay Galaxy Z Flip 4. So với sản phẩm tiền nhiệm, sản phẩm này sở hữu thiết kế liền mạch, cân bằng và tối ưu hơn nhờ bản lề được thu gọn. Viền màn hình siêu mảnh mang lại thiết kế nhỏ nhắn vừa gọn trong túi. Màn hình ngoài tùy biến cá nhân hóa, phù hợp với phong cách mỗi ngày. Màn hình ngoài trên Galaxy Z Flip 4 còn giúp gọi điện nhanh mà không cần mở máy, tắt bật Wi-Fi, đèn pin hay chế độ máy bay. Anh chị cũng có thể xem thông báo và trả lời tin nhắn thật nhanh chóng. Không chỉ đẹp và ấn tượng, Galaxy Z Flip 4 còn bền bỉ từ trong ra ngoài. Anh chị hoàn toàn có thể thoải mái khi nghe điện thoại dưới trời mưa, cầm máy khi tay ướt, hoặc là đặt máy ở mọi nơi mà không lo nước bị tràn vào. Vì đây là chiếc điện thoại màn hình gập hỗ trợ IPX8 duy nhất trên thế giới. Dù có vô tình bị va đập, anh chị cũng hoàn toàn yên tâm vì Z Flip 4 sở hữu bộ khung nhôm Armor Aluminium vô cùng cứng cáp và hai mặt kính Gorilla Glass Victus Plus cao cấp nhất, hạn chế tối đa trầy xước rơi vỡ. Anh chị thường hay lựa chọn trang phục lịch sự, trẻ trung hay hiện đại à? Galaxy Z Flip 4 với 4 tùy chọn màu sắc vô cùng độc đáo sẽ phù hợp với phong cách của anh chị. Đen lịch lãm, xanh tinh tế nhẹ nhàng, hay cũng có thể tùy chọn màu tím thời thượng hoặc là màu hồng đầy nữ tính. Galaxy Z Flip 4 thực sự là một trợ thủ đắc lực để anh chị tỏa sáng trên các mạng xã hội với flex cam linh hoạt, giúp sáng tạo những góc hình độc đáo, mới lạ, dễ dàng livestream, tạo video ngắn mà không cần chân đế. Em mời anh chị cùng trải nghiệm khả năng quay chụp linh hoạt với flex cam trên Galaxy Z Flip 4. Với flex cam, anh chị có thể đặt máy ở bất kỳ đâu và sau đó thỏa sức tạo dáng để có những bức hình ấn tượng nhé. Anh chị có thể tự chụp ảnh dễ dàng bằng camera sau khi đi du lịch mà không cần tới chân đế hay nhờ người chụp bằng cách ngắm chụp qua màn hình ngoài. Khi quay phim ở chế độ flex cam, máy hỗ trợ tính năng tự động căn chỉnh khung hình. Em mời anh chị cầm máy để thử trải nghiệm ạ. Dù anh chị muốn quay riêng mình hay hòa chung điệu nhảy cùng bạn bè, máy vẫn nhận diện chính xác và căn chỉnh để chủ thể luôn ở chính giữa khung hình. Trong cuộc sống, luôn có những khoảnh khắc anh chị muốn ghi lại ngay như gặp gỡ bạn bè cũ, khoảnh khắc hạnh phúc. Anh chị sẽ dễ dàng selfie ngay bằng camera chất lượng cao thật đơn giản qua màn hình 1.9 inch bên ngoài mà không cần mở máy. Đặc biệt, nhờ sở hữu camera mắt thần bóng đêm với kích cỡ điểm ảnh lớn vượt trội 1.8 micromet kết hợp cùng khả năng xử lý hình ảnh bằng AI, khi cùng gia đình, bạn bè đi chơi buổi tối, anh chị vẫn luôn có những bức hình sáng rõ và sắc nét. Khi quay phim, hệ thống chống rung quang học OIS góc rộng kết hợp cùng chống rung kỹ thuật số bằng AI sẽ cho anh chị những thước phim ổn định, mượt mà ngay cả khi vừa đi lại, chạy nhảy, vừa quay phim. Mặc dù nhỏ gọn vừa vặn trong túi quần nhưng Galaxy Z Flip 4 sở hữu hiệu năng vượt trội trong thế giới smartphone. Samsung đã nỗ lực nâng cấp dung lượng pin lên đến 3.700 mAh với hệ thống pin kép hiện đại. Kết hợp cùng vi xử lý tiến trình 4 nanomet sẽ kéo dài thời lượng sử dụng vượt ngày dài. Z Flip 4 cũng hỗ trợ sạc siêu nhanh 25W để anh chị tiết kiệm thời gian chờ đợi cho những việc quan trọng hơn. Anh chị hãy yên tâm sử dụng máy để làm việc hay chơi game giải trí và máy sẽ luôn hoạt động mượt mà nhờ sức mạnh vượt trội từ vi xử lý Snapdragon 8 Plus trên 1 thông minh và mạnh mẽ bậc nhất hiện nay. Về Samsung Galaxy Z Flip 4, kiệt tác gập mở thời thượng, độ bền bật nhất và chế độ flex cam linh hoạt cùng với hiệu năng vượt trội. Em tin rằng với siêu phẩm độc đáo này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho anh chị. Em mời anh chị trải nghiệm ạ. Em mời anh chị trải nghiệm thêm các sản phẩm tuyệt vời thuộc hệ sinh thái Galaxy để hoàn thiện mức độ trải nghiệm của mình. Đồng hồ Galaxy Watch 5 giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện và tai nghe không dây Galaxy Buds 2 Pro giúp chuyển đổi liên mạch giữa TV và máy tính bảng Samsung. Ngoài ra, nếu có bất kỳ những lo ngại về rủi ro hay tai nạn bất
ngờ khi sử dụng Galaxy Z Flip 4 như là rơi vỡ vào nước, anh chị có thể tham gia chương trình Samsung Care Plus để bảo vệ ngay cả những hỏng hóc do chính mình gây ra chỉ với một mức chi phí ít ỏi, nhưng mà anh chị có thể thoải mái yên tâm tận hưởng siêu phẩm của mình.